Tổng hợp drama vì biết tháng 3 khiến cộng đồng mạng Việt ung phổi, thức khuya để hóng vì tòa lên ngoài giờ hành chính. Tháng 3 năm 2022 là một tháng đặc biệt khi chưa hết drama này, cộng đồng mạng đã phải hít drama khác. Tháng 3 với phát súng đầu tiên tới từ vợ của nghệ sĩ Xuân Bắc khi cô chia sẻ trên trang cá nhân rằng cô phát hiện ra các con của mình bị dụ dỗ vào những nhóm chat có nội dung xấu trên mạng xã hội. Việc này gây ra nhiều tranh cãi về cách dạy con và đồng thời làm tên tuổi Bi Béo trở dày đặc trên các trang mạng xã hội cùng với các chiến dịch giải cứu Bi Béo. Kế đó là drama của nữ ca sĩ Hiền Hồ. Cô được cho là cứu Bi Béo một bàn thua trông thấy với danh hiệu em họ nương tựa của vị đại gia U60. Cả hai có những bức ảnh tình tứ thậm chí là hôn môi. Nhưng vị đại gia khẳng định hai người chỉ là anh em họ nương tựa. Cùng với đó là loạt trào lưu chơi gôn từ vụ xí căng đan chấn động của nữ ca sĩ. Chưa hết hot với G63, tin bà Phương Hằng bị bắt tạm giam lại tiếp tục cứu vớt Hiền Hồ. Trước đó nữ đại gia từng nhiều lần live stream chửi bới, bôi nhọ các nghệ sĩ và thách thức cơ quan chức năng bắt mình và sau đó được thỏa ý nguyện khi công an ập vào đưa bà từ tầng hầm nhà vào trại giam. Vụ bà Phương Hằng vừa lắng xuống thì vụ hoa hậu Phương Nga cùng đại gia Cao Toàn Mỹ lại gây sốt dù đã xảy ra nhiều năm trước. Nhiều người cho rằng đây là âm mưu nhằm tẩy trắng bà Phương Hằng và Hiền Hồ, tuy nhiên vụ Nga Mỹ chỉ nổi lên do những video Phương Nga tự bảo chữa cho bản thân rất bản lĩnh khiến vụ việc hot trở lại. Tháng 4 sắp đến, hy vọng drama có đến hãy đến từ từ vào giờ hành chính cho bà con nhờ.